Kết thúc trận đấu, tỷ số là 3-1 cho phía đội chủ nhà câu lạc bộ đá Hà Nội. Ngay sau đây đề nghị cầu thủ số 10 Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ đá Hà Nội về bục phỏng vấn nhanh trong trận đấu. Nhắc lại, ban tổ chức đề nghị cầu thủ số 10 Nguyễn Văn Quyết di chuyển về bục phỏng vấn nhanh trong trận đấu. Sau đây ban tổ chức sẽ kính mời huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ông Phùng Thanh Phương di chuyển về phòng họp báo cho trận đấu. Các bạn, xin được kính mời huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ông Phùng Thanh Phương di chuyển về phòng họp báo cho trận đấu. Sorry.